Xin kính chào các bạn khán giả đang theo dõi kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi thành công là gì? Tại sao phải thành công hay chưa? Thành công là một con đường mà ai cũng mong muốn đạt được nó. Trên thế giới này, mỗi người đều có một bí quyết riêng để dẫn đến con đường thành công của mình. Người thì làm việc chăm chỉ để theo đuổi ước mơ. Người thì cố gắng phát triển những khả năng bẩm sinh của mình để đi đến thành công. Thật ra, thành công không khó, mà muốn cực kỳ thành công thì mới là quá trình thật sự khó khăn. Nhưng đa số chúng ta đều muốn trở nên siêu thành công. Vậy có loại thành công thần dược hay một công thức kỳ diệu nào có thể giúp chúng ta thực hiện được mong muốn không? Bí quyết thành công khẳng định là có đấy các bạn ạ. Và đó chính là 9 phẩm chất của các doanh nhân siêu thành công. Những bí kíp sẽ giúp bạn vẽ nên bản đồ dẫn đường đến với ước mơ của mình. Chỉ cần bạn thấm nhuần và rèn luyện bản thân theo những điều đó thôi thì chắc chắn rằng đỉnh vinh quang cách bạn chẳng còn bao xa. Vậy bạn đã biết 9 tố chất vàng 10 mà bí quyết thành công đề cập ở trên là những gì hay chưa? Và thực tế trong cuộc sống thì các phẩm chất ấy được biểu hiện như thế nào để tạo cho chúng ta bước đà dẫn đến thành công? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Để biết được phẩm chất đầu tiên là gì, thì bạn cần phải thành thực với chính bản thân mình và trả lời câu hỏi: bạn có hạnh phúc với thành công của người khác hay không? Các đội ngũ kinh doanh vĩ đại chiến thắng vì những người tài năng nhất trong số họ sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của người khác. Một đội ngũ tuyệt vời được tạo nên từ những người sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Họ biết rõ vai trò của mình trong tập thể, đặt mục tiêu cá nhân sang một bên và đặt thành công của nhóm lên trên hết. Đối mặt với câu hỏi, bạn sẽ hạnh phúc vì thành công của người khác chứ? Câu trả lời của những người thành công đều sẽ là, tôi hạnh phúc. Như bạn cũng đã biết, mỗi người sẽ có nhiều hơn một định nghĩa về thành công. Bạn sẽ có con đường riêng của chính mình để đi đến thành công bạn đặt ra. Và người khác cũng sẽ tạo ra thành công trên một con đường khác biệt. Điểm chung là chúng ta đều hướng tới cùng một vạch đích, chính là đạt được thành công đó. Mỗi người tạo ra thành công theo những phiên bản khác nhau. Thay vì đố kỵ hơn thua thì hãy lấy thành công của người khác là động lực thúc đẩy cho bản thân cố gắng nhiều hơn nữa. Tạo động lực khác với việc bắt ép chính mình trở thành phiên bản của người đó. Hãy làm rõ hai vấn đề này nhé. Hãy cảm thấy may mắn khi xung quanh mình nhiều người thành công, truyền kinh nghiệm từ lúc họ bắt đầu và cả những thất bại để cho mình nhiều bài học quý báu để làm bước đệm cho mình trên con đường bước tới thành công. Khi bạn quan sát, cảm nhận mọi thứ bằng một trái tim đầy sự nhiệt huyết, hân hoan đón nhận mọi thử thách, không nghĩ tiêu cực, tạo động lực cho mình và chính tự bản thân chúng ta cũng sẽ định hình được thành công cho riêng mình. Những điều mà không chỉ riêng mình mà còn cả các bạn muốn đạt được trong cuộc sống hiện tại này. Để mạnh mẽ tiếp tục hướng tới đích, sẵn sàng tương lai tốt đẹp hơn. Hãy vững tin một điều rằng mọi nỗ lực và sự cố gắng của bạn ngày hôm nay, đến một ngày nào đó, thành công cũng sẽ đến với chúng ta mà thôi. Phẩm chất vàng số 2: không sờn lòng, không ngại đổi mới. Nhà tâm thần học C. Robert Cloninger có một góc nhìn rất khác rằng đổi mới và thay đổi là một trong những phẩm chất giúp bạn khỏe mạnh và hạnh phúc. Nó thúc đẩy sự trưởng thành trong tính cách của bạn khi bạn già đi. Nếu bạn kết hợp việc mạo hiểm, hiếu kỳ cùng với sự kiên trì và không tự cho mình là trung tâm, bạn sẽ có khả năng sáng tạo để mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Ông cũng nói, để thành công, bạn phải có khả năng kiểm soát những bốc đồng của mình và có trí tưởng tượng để có thể dự đoán tương lai khi bạn thử một điều gì đó mới. Những người thành công cũng như thế. Vì vậy, hãy mạnh dạn hành động và ôm trọn sự khao khát những điều mới mẻ bên trong nội tâm bạn. Bạn sẽ khỏe mạnh hơn, kết bạn nhiều hơn và thường cảm thấy hài lòng hơn với cuộc sống của mình. Phẩm chất thành công số 3: chưa bao giờ nghĩ đến sẽ cân bằng cuộc sống và công việc. Vì họ thường biến công việc thành một phần yêu thích như cuộc sống.
cái gọi là ranh giới giữa công việc và cuộc sống gần như rất mờ nhạt đối với họ. Tại sao? Bởi vì bạn là doanh nghiệp của bạn và doanh nghiệp của bạn là cuộc sống của bạn. Cũng như cuộc sống của bạn là công việc kinh doanh của bạn. Gia đình, bạn bè và sở thích cũng vậy. Tất cả đều là một chỉnh thể. Vì vậy không có ranh giới nào giữa công việc và cuộc sống mà tất cả những thứ này cùng tạo nên cuộc sống của bạn. Những người siêu thành công đã tìm cách để đưa gia đình vào trong con đường sự nghiệp của họ, thay vì bỏ gia đình ra bên ngoài công việc. Họ cũng tìm cách kết hợp sở thích, thú vui, đam mê và giá trị cá nhân vào các công việc kinh doanh hàng ngày của họ. Nếu bạn không thể, đó là bởi vì bạn không sống, bạn chỉ đang làm việc. Phẩm chất số 4. Đặt mình vào vị trí của người khác. Doanh nghiệp hoặc sự nghiệp của bạn về cơ bản đều là để đáp ứng một số nhu cầu hiện có hoặc giải quyết một số vấn đề của khách hàng. Nếu bạn không có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, thì bạn không thể biết được nhu cầu và vấn đề của họ là gì. Có thể nghĩ được những gì người khác nghĩ là một trong những ưu điểm của một doanh nhân thành công. Nhưng những nhà lãnh đạo cực kỳ thành công còn đi một bước xa hơn. Họ thường đặt mình vào vị trí của nhân viên. Thành công không phải là một đường đi lên liên tục, mà nó là một sự thăng tiến đầy biến động. Và cho dù doanh nghiệp của bạn hay ý thức về bản thân của bạn cao đến đâu, thì thành công vẫn phụ thuộc vào nhân viên của bạn. Phẩm chất số 5. Tự chứng minh và thực hiện. Rất nhiều người đều muốn chứng minh người khác sai. Đó là một động lực tốt. Động lực của những người siêu thành công là một cái gì đó vừa sâu sắc, vừa rất mang tính cá nhân. Thứ khiến họ nỗ lực, hy sinh, chịu trách nhiệm và đầu tư, tất cả đều xuất phát từ mong muốn chứng minh với thế giới một điều gì đó. Hoặc chỉ đơn giản là để cho mọi người thấy được khát khao của mình. Quan trọng hơn cả là dựa vào thành công của bản thân để nói với bản thân một câu rằng: mình đã làm được, mình đã sống hết mình. Phẩm chất số 6. Hoàn toàn không để tâm đến câu nói: mỗi tuần chỉ nên làm việc 40 giờ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần sẽ dẫn đến năng suất thấp hơn. Điều này không thể không thừa nhận các bạn ạ. Tuy nhiên, rõ ràng là những người thành công làm việc thông minh hơn và họ cũng làm được nhiều việc hơn so với những người khác. Các doanh nhân thành đạt mà tôi biết, khi đọc bài báo mỗi tuần nhiều nhất chỉ nên làm việc 40 tiếng, có lẽ đều nghĩ: vâng, hy vọng các đối thủ của tôi sẽ tin vào những lời tuyên truyền đó. Tác giả Richard North Patterson từng kể một câu chuyện hay về Robert Kennedy, em trai của cựu tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Robert từng muốn tố cáo nhà lãnh đạo công đoàn xe tải Jimmy Hoffa, và một đêm Robert làm việc về vụ án của Jimmy Hoffa cho đến khoảng 2 giờ sáng. Trên đường về nhà, Robert đi ngang qua tòa nhà của công đoàn xe tải, thấy đèn trong văn phòng của Jimmy vẫn sáng, nên Robert đã lập tức quay lại văn phòng của mình để tiếp tục làm việc. Trên thế giới luôn có những người thông minh và tài năng hơn chúng ta. Những người thành công thường sẽ muốn có được nhiều hơn, vì thế họ có xu hướng khắt khe, đặc biệt là đối với bản thân. Tóm lại, họ làm việc thông minh và chăm chỉ hơn người thường rất nhiều. Đó là bí quyết thành công thực sự của họ. Phẩm chất số 7. Xem tiền là một trách nhiệm hơn là một phần thưởng. Những người thành công không coi tiền chỉ là phần thưởng cá nhân. Họ coi tiền như một trợ thủ để mở rộng hoạt động kinh doanh, thưởng cho nhân viên của họ vì đã giúp họ phát triển và phục vụ cho cộng đồng, vân vân. Nói một cách đơn giản, nó không chỉ có nghĩa là làm cho cuộc sống của chính bạn trở nên tốt đẹp hơn, mà còn sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của những người khác. Ngoài ra, và quan trọng hơn là họ làm như vậy mà không có một chút phô trương nào, bởi vì phần thưởng thực sự trong mắt họ chính là quá trình chứ không phải kết quả. Phẩm chất số 8. Đừng coi mình là cái rốn của vũ trụ. Trong thế giới đầy rẫy mạng xã hội như ngày nay, mọi người ai cũng có thể trở thành nhân vật chính và tự quảng bá cho chính mình. Bất kỳ ai cũng dễ dàng khoe khoang về bản thân và say mê trên những hiểu biết, thành tích của riêng họ.
Nhưng những người thực sự thành công thì không. Họ tin rằng thành công của họ dựa trên tham vọng, sự bền bỉ và chăm chỉ của bản thân. Nhưng họ cũng thừa nhận những người cố vấn quan trọng, những nhân viên xuất sắc và vận may khổng lồ cũng có vai trò nhất định tạo nên thành công này. Những doanh nhân thành công là vì họ luôn khiêm tốn, cởi mở trong việc học hỏi, tìm kiếm lời khuyên và đặc biệt là họ thừa nhận và thật lòng cảm kích sự giúp đỡ của người khác. Và phẩm chất cuối cùng, biết rằng thành công là thoáng qua và sự tôn trọng là vĩnh cửu. Cho nhân viên mức lương cao hơn, lợi ích và cơ hội phát triển tốt hơn chắc chắn là điều quan trọng. Nhưng không có khoản tiền lương và phúc lợi nào có thể bù đắp được sự tổn thương lòng tự trọng và giá trị bản thân của nhân viên. Do đó, điều quý giá nhất mà những người thành công dành cho nhân viên, khách hàng, nhà cung ứng và tất cả những người mà họ gặp là sự tôn trọng. Hãy làm thế bởi vì một khi bạn bắt đầu cho người khác sự tôn trọng, thì sau đó những mảnh ghép xung quanh cũng sẽ tự động rơi vào đúng vị trí của nó. Trên đây là những phẩm chất có thể mang lại một cuộc sống thành đạt. Thật ra, thành công không hề khó như bạn tưởng. Chỉ là bạn chưa biết cách để thành công mà thôi. Người thành công khi đã xác định được mục tiêu của mình thì họ sẽ kiên trì đến cùng để đạt được mục tiêu đó. Trong quá trình tiến bước, họ sẽ chẳng màng những lời ra tiếng vào, những hiểu nhầm chê bai. Bởi kết quả sau cùng chính là câu trả lời tốt nhất. Mong rằng qua những chia sẻ trên của Bí Quyết Thành Công, bạn sẽ tìm ra được những hướng đi phù hợp cho mình trong tương lai. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh để cùng nhau chiến thắng đại dịch nhé. Các bạn cũng đừng quên like video cũng như đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ kênh mang tới thật nhiều thông tin bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí Quyết Thành Công.